Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết một chiếc tàu chở khách bị cách ly ngoài khơi Hy Lạp sau khi có 20 người xét nghiệm dương tính với COVID-19. Một chiếc tàu dân sự chở theo 383 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn vào ngày thứ Tư 1 tháng 4 đã bị cách ly trên hải phận Hy Lạp sau khi có 20 người trong số này bị xét nghiệm dương tính với virus COVID-19 ở khắp nơi. Bộ Y tế nói rằng vụ việc đã được phát giác sau khi các bác sĩ và y tá lên tàu xét nghiệm sức khỏe của mọi người. Hầu hết những người nhiễm bệnh đều là thủy thủ. Hai người trong số này đã được đưa tới bệnh viện điều trị ở thủ đô Athens. Một người được xác nhận mang quốc tịch Thụy Sĩ 73 tuổi, trong khi người còn lại khoảng chừng 33 tuổi đến từ Indonesia. Ban đầu tàu chở khách do Hy Lạp làm chủ đang trên hải trình tới Tây Ban Nha từ Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên lại bị các quốc gia từ chối cho neo đậu do lo ngại dịch bệnh sẽ ngày một lây lan trong cộng đồng dân cư. Vì không được cập vào bến cảng Piraeus của Hy Lạp, nên kể từ ngày 22 tháng 3 tới nay, tàu đã phải lênh đênh giữa đại dương.